sẻ đến quý vị và các bạn món bánh canh và nui với một cái nồi nước lèo rau củ thập cẩm. Ở đây mình vô có hành lá nè, có cải thảo nè, có giá nè, rồi rau củ nè. Một chút xíu nữa mình sẽ nấu nước lèo. Mình có trứng cút, mình sẽ luộc nó lên rồi mình cho vô luôn. Ở bên cạnh đây là có mua bò viên đó quý vị, thịt bò viên mua chỗ này rất là ngon luôn. Mình sẽ cho vào chung với nước lèo thập cẩm luôn. Rồi sau đó mình sẽ nấu nui và bánh canh. Ở đây thì Mio có nui nè, rồi có bánh canh. Bánh canh thì mình mua sẵn. Nui thì một chút nữa mình phải luộc lên ha quý vị và các bạn. Bây giờ thì cái phần thịt với xương đó thì sẽ bắt lên cái nồi, mình sẽ nấu cho sôi lên, mình luộc sơ cho nó ra hết các chất dơ bẩn trong cái thịt đó quý vị. Ở đây chuẩn bị một nồi nước sẵn rồi nè. Bên cạnh thì có cả huyết, huyết này rất là ngon luôn quý vị, nhìn nè, láng mịn luôn. Ở bên Bỉ chỗ mình vô ở, mình vô không có thấy huyết ha, chắc có lẽ là chỗ khác thì có, mình vô không có biết được. Còn bên cạnh này là có một cái rổ, đây là ổi đây, ổi xanh tươi nhìn rất là ngon luôn quý vị ơi, cái này chấm muối ớt là hết sảy luôn. Còn đây là tắc nè, tắc hồi mình sẽ làm nước chấm ha, cái ổi nhìn thấy cưng quá quý vị ơi. Ngâm nước ở đây cho nó ra mấy cái dơ đó. Rồi thịt thì mình nấu lên cho nó sủi bọt lên, nó ra hết các chất dơ trong thịt. Rồi mình để ráo nó ra, mình rửa sạch. Cái này là khô mực nè, khô mực này hôm bữa đi Phú Quốc chơi mua nè quý vị. Ở ngoài Phú Quốc á, nửa ký là 700 mấy á, 700 mấy chục ngàn Việt Nam á. Rồi mình nướng khô mực như thế này là mình cho vô nước lèo, nó sẽ ngọt và nó sẽ rất là thơm á quý vị ha. Hồi xưa mình vô nhớ đi học mua khô mực nướng về ăn nè. Rồi người ta quay quay ra cho nó mềm ra đó. Rồi ở đây có tôm khô này hôm bữa cũng mua ngoài Phú Quốc luôn nè. Tôm khô con nhỏ mà nhìn rất là ngon. Bây giờ khô mực nướng đã thơm lên rồi, mình để riêng qua một bên. Thịt thì mình luộc sạch sẽ rồi, mình vớt qua một bên. Ở đây là huyết, mình cũng để qua một bên. Rồi tất cả nguyên liệu đã sẵn sàng, trứng cút thì sẽ lột vỏ. Làm tóp mỡ. Làm tóp mỡ là phi hành, phi tỏi hay gì? Bỏ đi. Ngon quá anh ơi. Phi tỏi này. Ở Việt Nam là có mỡ để làm tóp mỡ luôn nha. Thịt bên đó lóc ra hết trơn, không thấy miếng mỡ rằng sao chứ. Nhiều khi mà mình muốn làm bánh trung thu hay gì á, mình không có tìm thấy mỡ luôn á vậy. Mua cục ba rọi về cắt cắt lặt lặt ra được miếng mỡ, ba rọi thịt không à. Đây, chén tóp mỡ hành phi xong rồi nè quý vị ơi, quá hấp dẫn luôn. Thơm phức luôn. Ở đây có một chén ớt nữa ha, một hồi ai ăn ớt thì ăn. Rồi, thịt bò viên đồ đã xong rồi đây quý vị ơi. Ở đây là canh cải. Cải đây, đây là ổi đây. Quá xuất sắc. Thịt phải chiên sơ ra mới bỏ vô nước lèo cho nó thơm. Cái rổ ngò rửa xong hấp dẫn không? Thơm ngon hấp dẫn luôn ha. Củ cải trắng, củ cải đỏ, củ su hào, hành ngò, đá xôi. Bây giờ thì cho thịt vào. Sơ chế quá là tỉ mỉ đi không quý vị ơi. Thịt thì luộc trước cho nó sạch, xong rồi còn phải xào với tỏi phi cho nó thơm. Xong rồi mới bỏ vô nồi nước lèo. Quá sức là tỉ mỉ luôn á. Mà ngoài ăn bán người ta đâu có thể nào làm kỹ giống như mình được nha. Rồi sau đó thì sẽ nêm nếm nước lèo, rau củ vào sau. Nhờ cái xào tôm khô á với mực á, tôm khô ngon ghê.
thơm phức. Rồi giờ tới cái phần tôm khô đã xào xong rồi mình cho vô luôn ha. Ai ra ở ngoài mà nấu như vậy bán là chắc lỗ vốn quá vậy. Thơm quá sức là thơm luôn. Tới khô mực vô luôn. Ai cái nồi nước lèo này là quá chất lượng luôn ha. Này xưa tôm khô nước lèo các thứ đều được lột sạch xong mà xào qua với lại tỏi phi hết thơm phức. Ở đây có nấm đùi gà nữa nè quý vị ơi. Có nấm đùi gà vô là ngọt lắm, vô thích ăn này. Nấm này ha, mà với rau củ này mà mình kho đồ chay là cũng ngon số 1 luôn á quý vị. Là cũng ngon số 1 hết sảy luôn á nha. Làm sao để mà vô lấy được cái giống của cái trái su này ta. Mình mua trái su già ở trong nó có cái hạt á mấy. Lấy cái hạt đem về trồng xong giữ giống được. Giờ thì bắt đầu luộc nuôi. Này là luộc nuôi quý vị. Nồi nước lèo nó sôi lên ùn ụt quá ngon, cứ chậm chậm như thế này mà hầm thôi. Phút nào con xài được lấy bỏ bỏ bắt vô cho ngọt hả? Có bắp có củ cải vô ngọt ngay, ngon lành cành đào. Vô cũng bắt trước người ta nói không biết ngon lành cành đào là gì nữa. Đầy đủ chất lượng, bảo đảm cái nồi nước lèo này là ngọt lắm. Nồi bánh canh, nồi nước lèo bánh canh đã hoàn tất rồi quý vị ơi. Quá ư là ngon. Này, có huyết, có thịt, có nấm, có bắp, có rau củ. Quá sức tưởng tượng. Ngon tuyệt vời. Mình chỉ cần cho bánh canh vào. Ở đây mọi thứ đã chuẩn bị rất là hoàn hảo cho một tô nuôi và một tô bánh canh thập cẩm rất là tuyệt vời luôn quý vị ơi. Bây giờ thì mọi thứ đã sẵn sàng cho vào tô thì ai ăn bánh canh thì chọn bánh canh, ai ăn nuôi thì chọn nuôi ha. Đây là con gái mì vô nấu để đãi mì vô ăn và cả nhà đó quý vị và các bạn. Mình nấu ở nhà thì nhìn thấy ngon tuyệt vời luôn và sạch sẽ vệ sinh nữa ha quý vị ha. Em bé nè. Con quyết đúng không? Con quyết ha. Không rồi. Mẹ ăn cục này nha. Mẹ nấp sau. Mẹ bưng lên cho em trước. Cô ăn bánh canh giỏi nha, cô bé Su nè. Cái bầu mà ông bà cô chú ăn. Cô Su bảo mà cô chú ăn. Su có mời ông bà cô chú không? Nãy Su nói là con mời ông bà cô chú. Su chào ông bà cô chú. Bây giờ mời quý vị ăn bánh canh nha. Đây là tô bánh canh đã hoàn thành rồi nè. Đó, hấp dẫn không quý vị ơi? Có bò viên nè, có nấm nè.